Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Trong hơn 2 năm chiến sự Nga-Ukraine, Mỹ luôn từ chối cho phép Ukraine dùng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga vì lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi sau khi Nga đưa lực lượng từ biên giới Nga-Ukraine tràn vào tỉnh Kharkiv và giành được một số khu vực với mục đích là tạo ra một vùng đệm giữa Nga và Ukraine. Tờ The Washington Post dẫn lời hai quan chức Ukraine giấu tên cho biết, quyết định của Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào Nga đã làm giảm một số cuộc tấn công vào Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn hạn chế về phạm vi mà Ukraine được tấn công, đủ để ngăn Ukraine đánh vào các sân bay quan trọng của Nga. Theo hai quan chức này, Mỹ đã đặt hạn chế phạm vi Ukraine được tấn công vào lãnh thổ Nga là cách biên giới hai nước dưới 100 km. Tuy nhiên, phía Mỹ nói rằng việc hạn chế phạm vi dưới 100 km là không chính xác, nhưng từ chối nêu rõ giới hạn. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan nhấn mạnh quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn nêu trên đài PBS, rằng đó không phải là vấn đề địa lý mà là về lẽ thường. Nếu Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công từ lãnh thổ của mình vào Ukraine, việc cho phép Ukraine đánh trả các lực lượng đang tấn công họ từ bên kia biên giới là điều hợp lý. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, chỉ một khu vực nhỏ ở Nga dọc biên giới với Ukraine được phép nhắm mục tiêu. Việc Nga nới lỏng các hạn chế tại các khu vực gần Kharkiv đã làm giảm chỉ 15% diện tích khu vực an toàn của Nga. Nhưng về cơ bản, Nga vẫn bảo toàn lợi thế quân sự trước Ukraine. Theo ISW, việc Mỹ thay đổi chính sách từ cấm đến bật đèn xanh cho Ukraine tấn công trên lãnh thổ Nga không đủ để làm gián đoạn các hoạt động của Nga trên quy mô lớn. Nga luôn lên án việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí Mỹ và cho rằng điều này sẽ kéo Mỹ sâu hơn vào cuộc chiến, có nguy cơ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Các quan chức địa phương cho biết kể từ khi Mỹ thay đổi chính sách, Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã có được thời gian nghỉ ngơi sau nhiều tháng hứng các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ tên lửa Nga. Hồi đầu tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn video dường như ghi lại cảnh Ukraine đã dùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp tấn công vào các hệ thống phòng không S-300-400 của Nga ở tỉnh Belgorod. ISW đưa tin, thị trưởng Kharkiv, ông Mikhail Terekhov cho biết vì tấn công vào các địa điểm phóng S-300 và S-400 đã làm giảm các cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Kharkiv vào ngày 25 tháng 5 xuống còn không trong tháng này. Ông Terekhov nhận xét rằng tình hình đã thay đổi lớn trong thành phố khi nơi này chỉ cách biên giới Nga 46 km, theo tờ The Washington Post. Tuy nhiên, thị trưởng này cũng cho biết thành phố vẫn thường xuyên bị đe dọa từ bom lượn, loại vũ khí cải tiến từ thời Liên Xô mà Nga thả từ máy bay súng. Những quả bom này có thể nặng hàng trăm kg và được trang bị hệ thống dẫn đường. Chúng thường được thả từ khoảng cách hơn 40 km phía sau biên giới Nga. Nhưng các máy bay Nga thả loại bom này thì cất cánh từ các căn cứ ở xa hơn, ngoài phạm vi tấn công được Mỹ chấp thuận. Theo ông Terekhov, thành phố Kharkiv cần khẩn cấp cải thiện hệ thống phòng không để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công bằng bom lượn. Ông Terekhov cho rằng nếu Ukraine sở hữu các chiến đấu cơ hiện đại, thì Nga sẽ ngại ngùng máy bay chiến đấu của mình vì sợ rằng sẽ bị bắn hạ, do đó không thể tiếp cận gần biên giới. Các quan chức quân sự cũng cho rằng việc Mỹ thay đổi chính sách sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cuộc sống ở Kharkiv, nhưng nói rằng điều này không bảo vệ các vị trí quân sự của Ukraine khỏi các cuộc tấn công thường xuyên bằng bom lượn. Thiếu tá Nadia Zamrinha, sĩ quan báo chí của lữ đoàn 14, cho biết lực lượng Ukraine chiến đấu gần thành phố Kupiansk, phía đông bắc tỉnh Kharkiv, tiếp tục bị tấn công thường xuyên từ tên lửa phòng không, bom lượn và tên lửa không dẫn đường. Tên lửa UAV Nga ồ ạt dội vào Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Moscow trong ngày qua tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự lớn của Ukraine tại 117 khu vực. Các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thương vong cho lực lượng và cụm thiết bị quân sự lớn của đối phương tại 117 địa điểm trên khắp chiến tuyến theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này cho biết thêm rằng quân Nga đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-29, 62 UAV, 4 tên lửa đất đối không Patriot và 2 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của phía Ukraine trong ngày qua.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Ukrinform, tư lệnh không quân Ukraine ông Mykola Oleschuk cho biết rằng trong đêm ngày 27 tháng 6, quân Nga đã ồ ạt dội tên lửa vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa phóng từ trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái UAV tấn công. Tổng cộng Nga phóng 6 tên lửa và 23 UAV vào Ukraine trong đêm, gồm một tên lửa KH-47M2 Kinzhan phóng từ không phận tỉnh Tambov của Nga, một tên lửa dẫn đường KH-59 KH-69 phóng từ không phận tỉnh Kursk của Nga, 4 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ phía đông bắc Biển Đen, 23 UAV tấn công Shahed-131/136 triển khai từ tỉnh Primorsko-Ahtas của Nga. Theo Ukrinform, tính từ đầu năm nay tới ngày 27 tháng 6, các lực lượng Nga đã phóng 2.277 UAV Shahed vào Ukraine. Lực lượng phòng không Kiev đã phá hủy khoảng 86% trong số chúng, tương đương 1.953 UAV. Bên cạnh đó, Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất theo cách riêng để phù hợp với thực địa, khác với lý thuyết quân sự phương Tây. Trong một sự kiện diễn ra vào ngày 31 tháng 5, bộ đàm của Ukraine nhận được thông báo khẩn cấp về một chiếc xe Nga chở đầy lính bộ binh đang ẩn nấp trong một khu rừng. Một chiếc xe chiến đấu Bradley đã lao vào tác chiến và nã đạn pháo vào chiếc xe Nga. Kết quả là xe Nga lao vào một bãi cỏ, những người lính sống sót chạy vào một tòa nhà. Tài xế của xe Bradley bị văng ra khỏi cửa, một người lính khác bị gãy chân, còn chỉ huy Victor bị thương ở lưng và đầu gối. Xe chiến đấu Bradley, nặng khoảng 28 tấn, được Mỹ giao cho Ukraine và lần đầu tiên được sử dụng để tấn công vào hệ thống phòng thủ của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Được phát triển vào những năm 1980, Bradley được thiết kế để bảo vệ và bổ sung cho đội xe tăng chiến đấu M1 Abrams của Mỹ, có thể chở 6 lính băng qua chiến trường an toàn trong lớp giáp dày bảo vệ. Theo lời của Victor, chỉ huy xe Bradley, bộ giáp của xe này rất hiệu quả. Cùng với các vũ khí trang bị như tên lửa dẫn đường và pháo 25mm có thể bắn những viên đạn xuyên giáp gây thiệt hại lớn cho đối phương. Việc Ukraine sử dụng xe Bradley theo cách riêng là giải pháp đối phó với thách thức hiện tại trên chiến trường như thiếu vũ khí và đạn dược. Theo lý thuyết quân sự của Mỹ, xe Bradley phải hoạt động theo nhóm và cùng với các phương tiện khác như xe tăng, thường tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa để tránh hỏa lực của đối phương. Tuy nhiên, với số lượng hạn chế phương tiện quân sự và máy bay chiến đấu, cùng với mối đe dọa liên tục từ UAV Nga, các chỉ huy Ukraine đã phải sử dụng một hoặc hai phương tiện mỗi lần để tránh bị phát hiện. Nga đáp lời khi Tổng thống Macron nói sẵn sàng đối thoại với ông Putin. Đài RT đưa tin, phát ngôn viên Điệp Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Pháp và sẵn sàng tham gia đàm phán ở mức độ mà các đối tác của Moscow sẵn sàng. Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với các cường quốc nước ngoài. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, đặc biệt là các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm đạt được những kết quả nhất định. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại ở mức độ mà các đối tác của chúng tôi cũng sẵn sàng, hoàn toàn không có điều kiện nào cho việc này. Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tự sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga vì tin vào sức mạnh của đối thoại. Tổng thống Macron cho biết, tôi sẽ tiếp tục đối thoại với ông Putin. Tôi tin rằng việc tiếp tục đối thoại luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Tổng thống Macron nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa và hướng tới hòa bình với Nga. Song, nhà lãnh đạo Pháp trước đó cũng nói rằng vẫn chưa thấy có cơ hội thực sự nào để đàm phán với Moscow. Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine vẫn diễn ra ác liệt ở mặt trận tỉnh Kharkiv, Donetsk và Ukraine ngày càng nhận được nhiều lô vũ khí từ Mỹ và phương Tây. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Kharkiv, cụ thể ở thành phố Vovchansk, làng Lipsy và Boskovo, quân Nga đã tấn công một số lữ đoàn Ukraine và ngăn chặn một cuộc phản công khiến 220 lính Ukraine thương vong, phá hủy một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết ở tỉnh Donetsk, nhóm chiến đấu phía nam của Nga đã khiến Ukraine mất hơn 610 lính, một xe tăng, một xe bọc thép chở quân M113, 4 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo phương Tây như M777, pháo phản lực FH-70 155mm. Nhóm chiến đấu phía tây của Nga cũng đã giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn của Ukraine, gồm các khu định cư Nevskoye và Chervonaya Dibrova ở tỉnh Luhansk, Sinkovka ở tỉnh Kharkiv, Grigorovka ở tỉnh Donetsk. Ở những khu vực này, tới 480 lính Ukraine thương vong. Ukraine cũng mất một xe chiến đấu bộ binh, 12 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo.
Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Ukraine và Nga đã xảy ra 128 cuộc giao tranh trong ngày. Trong đó, Nga tập trung nỗ lực tấn công ở trục thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Ở hướng thành phố Liman, tỉnh Kharkiv, xảy ra 23 cuộc giao tranh, 7 trong số đó đang diễn ra do quân Nga tích cực hoạt động ở các khu vực Hryvkivka, Kopanki, Makivka, Nevsky, Totsky, Serebrensky, Forest và Sinkivka. Theo báo cáo sơ bộ, quân Nga đã mất 92 lính, phá hủy một xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo tự hành, cũng như làm hư hại một số trang thiết bị quân sự ở hướng này. Ở hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, quân Nga tấn công lần thứ 5 vào khu định cư Novoselivka sau khi 4 lần tấn công để cải thiện vị trí bị quân Ukraine ngăn chặn. Ở hướng Pokrovsk, Ukraine và Nga xảy ra 38 cuộc giao tranh và 11 cuộc trong số đó đang diễn ra ở các khu vực Sokiv, Novoalexandrivka, Shevchenivka và Vodirivka. Cạnh đó, quân Nga cũng đã mở một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Prokop. Ở hướng thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, quân Nga đang cố gắng tiến vào các khu vực ở thành phố Chasivya, thị trấn Ivanivki và Kanivka khi mở 9 cuộc tấn công ở hướng này. Cũng tại tỉnh Donetsk, các hướng còn lại gồm thành phố Siversk, Torezh cũng đã ghi nhận nhiều cuộc giao tranh. Các mặt trận còn lại không có những thay đổi đáng kể. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ông đã thay tư lệnh lực lượng liên quân Yuri Sodol và người thay ông Sodol là chuẩn tướng Andriy Hanatov, nhưng không nói rõ lý do, theo tờ Kiev Independent. Trước đó, hôm 23 tháng 6, một trong những chỉ huy của lữ đoàn Azov, ông Bogdan Protevich, cho biết ông đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia, kêu gọi điều tra một trong các tướng lĩnh của Ukraine mà không nêu đích danh. Theo ông, vị tướng này đã giết nhiều binh sĩ Ukraine hơn bất kỳ tướng Nga nào. Ông Protevich lưu ý rằng tất cả nhân viên trong quân đội đều hiểu ông đang nói đến ai, vì 99% quân đội ghét ông ta vì những gì ông ta làm. Số bức thư không nêu tên, nhưng truyền thông Ukraine khẳng định người mà ông Protevich muốn nhắc đến là ông Sodol. Trong một diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 6, các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga. Đây là lần đầu tiên khối này áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga, theo tờ Kiev Independent. Gói trừng phạt này bổ sung 116 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên hơn 2.200, cũng như thêm một số biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm cấm bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào của EU tham gia vào việc trung chuyển LNG của Nga sang bất kỳ quốc gia bên thứ ba nào. Lệnh trừng phạt cũng cấm mọi khoản đầu tư hoặc cung cấp hàng hóa mới cho các dự án LNG của Nga như LNG Hai Bắc Cực và Murmansk LNG. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantonen cho biết việc thảo luận về gói trừng phạt thứ 15 sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea bằng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS, được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ viện trợ. Hầu hết các tên lửa đã bị phòng không Nga bắn hạ. Song vẫn có một tên lửa trúng mục tiêu, gây ra thương vong cho dân thường. Theo thống kê sơ bộ, có 4 người, bao gồm 2 trẻ em thiệt mạng và 151 người bị thương, bao gồm 27 trẻ em. Vụ tấn công đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Người đứng đầu Crimea, ông Sergei Astidorov, đã tuyên bố ngày 24 tháng 6 là ngày quốc tang tại Crimea để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ và nhấn mạnh rằng Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công này. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ukraine đều chưa lên tiếng về các cáo buộc này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc cung cấp và sử dụng vũ khí. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.